Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, đã gần 5 năm kể từ cuộc so tài bất phân thắng bại với tỷ số 0-0 ở trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, đội tuyển Afghanistan mới gặp lại đội tuyển Việt Nam. Sau ngần ấy thời gian thì cả hai đều đã có những sự thay đổi. Nếu như với đội tuyển Việt Nam, trận đấu với Afghanistan vào ngày 1 tháng 6 trên sân vận động thống nhất chỉ mang tính chất giao hữu thuần túy trong khuôn khổ lịch thi đấu bóng đá quốc tế FIFA Days và để cho nhiều tuyển thủ làm nóng lại sau gần 3 tháng không thi đấu, qua đó sẵn sàng hơn khi V-League 2022 trở lại. Thì với đội tuyển Afghanistan, trận đấu với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lại có ý nghĩa tổng duyệt vô cùng quan trọng. Họ sắp bước vào vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2023, nơi mà đội bóng này sẽ gặp Hồng Kông, Ấn Độ và Campuchia vào tháng 6 tới. Trước một quân xanh đứng hạng 96 thế giới và đã góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đoàn quân đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Anos Dasgir đương nhiên là sẽ có được màn thử lửa chất lượng nhất, tích lũy nhiều điều để tìm ra được bộ khung tốt nhất, qua đó tự tin hơn trên hành trình giành vé đến Cúp châu Á 2023. So với các đối thủ ở vòng loại, rõ ràng Việt Nam là quân xanh đẳng cấp của Afghanistan, nếu như không muốn nói là nhỉnh hơn 3 đối thủ sắp tới của họ vì dù sao thì Việt Nam cũng đã góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và sẽ chắc chắn có vé đi Asian Cup 2023. So về mọi yếu tố, Afghanistan có vẻ đang lép vế hơn so với Việt Nam. Họ chỉ đứng thứ 150 trên bảng xếp hạng FIFA, kém 54 bậc so với Việt Nam. Đội bóng Tây Á này lại phải đá sân khách và đội hình thì tản mát đã lâu vì các vấn đề ở trong nước. Đây chính là điểm yếu muôn thuở của bóng đá Afghanistan, khiến cho họ khó có được lực lượng tốt nhất, thời gian tốt nhất để ăn tập với nhau. Gần như trong tất cả những lần hội quân suốt cả chục năm qua, đội bóng này đều phải hội quân ở nước ngoài và cũng lấy sân trung lập làm sân nhà của mình. Tất cả đã ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của họ. Afghanistan hầu như là chỉ biết thua và hòa, còn các chiến thắng thì cũng chỉ sát nút. Người ta nói rằng Afghanistan là một đội bóng của những cầu thủ lưu vong. Có người sinh ra ở Đức, người thì sinh ra ở Mỹ hay Thụy Điển, cũng có nhiều cầu thủ mà hàng chục năm trời chưa trở về quê nhà. Đó là tình cảnh chung của Afghanistan, một đội tuyển gồm phần lớn những cầu thủ tha hương, không thể sinh sống ở tại quê nhà do chiến tranh, do tình hình chính trị phức tạp và nhiều người trong số họ thậm chí còn không thể thông thạo tiếng mẹ đẻ. Một trong số đó là Maziat Koya, người sinh ra tại Afghanistan nhưng đã sang Anh để sinh sống từ năm 2 tuổi anh trưởng thành trong môi trường bóng đá Anh và cũng chỉ được gọi lên tuyển từ năm 2017. Từ đó tới nay thì đã 5 năm nhưng hậu vệ 24 tuổi này chỉ có 7 lần khoác áo đội tuyển. Con số này khiêm tốn không phải là bởi trình độ của anh mà đơn giản là vì nhiều lần anh phải từ chối mỗi khi mà đội tuyển quốc gia thi đấu tại Afghanistan. Nona Amiri cũng tương tự. Cầu thủ 30 tuổi này sinh ra và lớn lên ở tại Thụy Điển theo dạng tị nạn khi cha mẹ anh chạy trốn quân Taliban. Trong khi đó thì Hosein Jamani lại gắn bó trọn vẹn tuổi thơ ở tại Hà Lan. Tài năng 19 tuổi này thậm chí còn không được nhắc nhiều đến ở tại quê nhà, dù anh là một ngôi sao trẻ ở tại Hà Lan và đã từng được Manchester United săn đuổi từ năm 2019. Đây là ba trong số rất nhiều trường hợp các cầu thủ Afghanistan đã thi đấu cho đội tuyển nhưng lại không có nhiều liên hệ với đất nước. Tất cả đã phản ánh những khó khăn trong việc lắp ráp đội hình, tập luyện và thi đấu của đội tuyển Afghanistan. Trong đội hình của họ triệu tập cho trận gặp Việt Nam, 22 cầu thủ thi đấu ở trên 4 châu lục từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ cho tới châu Úc. Họ thi đấu cho những câu lạc bộ đẳng cấp cao nhất như là Nek Nimegen tại giải vô địch quốc gia Hà Lan cho tới thấp nhất là Phnom Penh Crown tại Campuchia. Sự phân hóa của đội tuyển này là rất rõ ràng và đó là lý do tại sao họ lại thiếu đi sự kết dính, mất cân đối ở trong đội hình và dẫn tới hệ quả là luôn lẹt đẹt ở nhóm các đội tuyển yếu nhất châu lục dù phẩm chất cá nhân của nhiều ngôi sao tuyển Afghanistan đã đạt đến đẳng cấp châu Âu. Rõ ràng là sau lần gần nhất gặp nhau cách đây đã 5 năm với kết quả hòa 0-0 ở sân Mỹ Đình, Afghanistan và Việt Nam đã đi theo hai con đường khác nhau. Sau trận đầu tiên ra mắt bóng đá Việt Nam bị đánh giá là nhạt nhòa ấy, huấn luyện viên Park Hang-seo đã liên tục tạo nên những dấu mốc lịch sử từ U23 cho đến đội tuyển quốc gia Việt Nam. Riêng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cùng các cầu thủ vững vàng ở trong top 100 thế giới. Cùng với đó là chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc và hòa trước đội tuyển Nhật Bản ở tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 dành cho 12 đội mạnh nhất châu lục. Trong khi đó, Afghanistan thậm chí là đi lùi khi hiện tại vẫn đang lận đận ở hạng 150 trên thế giới. Cũng từ cột mốc hòa đội tuyển Việt Nam vào tháng 11 năm 2017 đó, Afghanistan mới chỉ trải qua có 15 trận đấu quốc tế nữa, họ thắng 4, hòa 4 và thua 7 trận. Những thắng lợi của Afghanistan cũng không mấy ấn tượng, họ thắng sát nút 2-1 trước Campuchia vào năm 2018, thắng 1-0 trước Bangladesh vào năm 2019, thắng 3-2 và 1-0 trước Indonesia vào năm 2021. Vào chiều 27 tháng 5 trên sân của Trung tâm thể dục thể thao Thành Long, thành phố Hồ Chí Minh, Afghanistan đã có một trận đấu tập với câu lạc bộ Sài Gòn đội bóng này đã thua chung cuộc 1 tận dụng pha phá hụt bóng đáng trách của hậu vệ afghanistan việt phong đã ghi bàn thắng duy nhất cho trận đấu song song với kết quả theo đánh giá của giới chuyên môn và truyền thông xoay quanh màn so tài này afghanistan cố gắng triển khai lối đá ban bật đan bóng nhỏ chậm rãi ở hàng tiền vệ họ hạn chế đánh biên và tạt bổng từ hai cánh đội khách có khá ít các pha dứt điểm họ đều cao khâu tổ chức tấn công hơn là bàn thắng tính đến hiện tại thì afghanistan đã có đầy đủ lực lượng Huấn luyện viên Agno Dasgir đã triệu tập các cầu thủ thi đấu ở nhiều quốc gia khác nhau. Có thể kể đến như là Ovay Azizi, Habibula Aska đang thi đấu ở tại Thụy Điển, David Neem đang thi đấu ở tại Mỹ. Về tuổi tác thì Afghanistan cũng có sự chênh lệch lớn ở trong đội hình. Tiền vệ Hosein Jamani mới chỉ 19 tuổi, trong khi đó thì cầu thủ cao tuổi nhất trong đội hình của Afghanistan là Mustafa Hadid đã 33 tuổi. Lão tướng của đội bóng này cũng đã thi đấu 37 trận và ghi được một bàn thắng. Cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình của Afghanistan phải kể đến đó là Faisal Saete. Tiền vệ sinh năm 1991 đã thi đấu 50 trận và ghi được 9 bàn thắng cho đội bóng đến từ Tây Á. Đây cũng là cầu thủ khoác áo nhiều nhất, ghi bàn nhiều nhất cho Afghanistan. Trưa ngày 28 tháng 5, đội tuyển Việt Nam cũng đã rời khách sạn ở Hà Nội để vào thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho trận giao hữu với Afghanistan ở trên sân vận động Thống Nhất vào ngày mùng 1 tháng 6 tới. Trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo hiện tại là một lực lượng rất đồng đều, đang vào độ chín của sự nghiệp. Ngoài các cầu thủ đang thi đấu ở trong nước, đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung đang diễn ra cũng có sự góp mặt của thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm đang thi đấu ở tại Nhật và trung vệ Việt kiều Ariano Smith, người đang khoác áo câu lạc bộ bóng đá Bình Định. Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất kéo dài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Ở đó thì huấn luyện viên Park Hang Seo như thường lệ vẫn đứng ở một góc quan sát các học trò của mình tập luyện. Không chỉ vậy mà ông còn tỉ mỉ đến từng chi tiết để cho toàn đội luôn có được những gì tốt nhất trong suốt quá trình buổi tập diễn ra. Xuất hiện ở trên sân thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tập chiều ngày 29 tháng 5 của đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Công Phượng cũng nói rằng đây là một trận giao hữu nhưng không vì thế mà đội tuyển Việt Nam thi đấu dưới sức mình. Chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất, thể hiện mình với người hâm mộ. Có sự ủng hộ của khán giả nhà là một niềm vui và tôi hy vọng sẽ có một trận cầu hay và cảm xúc. Thời gian vừa rồi tôi được nghỉ ngơi sau khi thi đấu ở AFC Champions League cho nên thể lực chưa đạt được 100%. Tôi sẽ cố gắng thể hiện ở trong màu áo đội tuyển. Công Phượng cùng với các đồng đội như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn đã từng tỏa sáng ở vòng bảng AFC Champions League cũng ở trên sân thống nhất này cách đây không lâu. Mặc dù vậy, ở đợt tập trung đội tuyển đang diễn ra, Tuấn Anh, Xuân Trường không được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Công Phượng cũng chia sẻ rằng, đội thiếu Tuấn Anh, Xuân Trường và Minh Vương ở trong đợt tập trung này, nhưng đó là quyết định của huấn luyện viên trưởng. Riêng tôi và các đồng đội hiện tại ở đội tuyển Việt Nam đã thi đấu cùng với nhau lâu năm cho nên chúng tôi không gặp vấn đề gì cả. Ở trận đấu gặp Afghanistan vào ngày mùng 1 tháng 6 tới đây ở trên sân vận động Thống Nhất, Công Phượng sẽ cạnh tranh một suất ở trên hàng tiền đạo với Văn Toàn và Tuấn Hải, trong khi suất còn lại gần như là sẽ thuộc về Tiến Linh, chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam hiện nay. Trước đó, ở các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Công Phượng đã mất vị trí chính thức về tay Phạm Tuấn Hải. Đây chính là cơ hội để cho chân sút nổi tiếng này tìm lại chính mình, ghi điểm với huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy vậy, Công Phượng chỉ đề ra mục tiêu là giúp cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Anh không nói về việc ghi bàn ở trong trận đấu tới với Afghanistan vào lúc 19 giờ tối ngày 1 tháng 6. Công Phượng vẫn rất kiệm lời trong những lần phỏng vấn báo chí như vậy. Một thay đổi đáng kể nữa ở đội tuyển Việt Nam liên quan đến hàng tấn công, đó là sự xuất hiện của cựu tiền đạo số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Đức ở trong vai trò trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sự xuất hiện này được dự báo là sẽ giúp cho khâu ghi bàn của đội tuyển Việt Nam được cải thiện khi mà anh Đức có thể truyền đạt kinh nghiệm cho các đàn em. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.